Trang ơi, hôm nay Mỹ Tho Laptop tiếp tục nhập kho một model laptop mới đến từ nhà HP. Đây là mẫu máy mới 100% new seal nha. Mình đang có sẵn hai chiếc. Đây là một cái mẫu máy HP Envy X360 2-in-1 tích hợp cảm ứng màn hình 14 inch. Máy này là máy nhập khẩu được trang bị CPU AMD Ryzen 5 đầu thứ 8 mới nhất 2024 hiện nay nha các bạn, 8640HS. Chiếc máy này được trang bị SSD 512GB tốc độ cao Windows 11, trang bị màn hình cảm ứng Multitouch và 16GB màn hình cảm ứng 14 inch, được tích hợp rất là nhiều công nghệ mới luôn. Mà cái giá của chiếc máy này chỉ hơn 16 triệu đồng một xíu thôi. Bạn nào chúng ta đang cần một mẫu laptop mới để học tập làm việc trong năm 2024 hiện nay thì HP Envy X360 mẫu 2024 này là cái sự lựa chọn rất là đáng giá. Đến ngay Mỹ Tho Laptop để kinh ngay em này về nha.